Chào mừng các bạn đến với kênh tư vấn chuyên khoa sức khỏe sinh sản của Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế. Không ít nam giới hoang mang khi thấy xuất hiện các nốt mụn nước ở dương vật. Tình trạng này có thể là dấu hiệu cảnh báo mắc các bệnh lý nam khoa nguy hiểm, đặc biệt là mụn rộp sinh dục. Tiến sĩ Nguyễn Phương Hồng, chuyên khoa nam học, tiết niệu, người trực tiếp điều trị bệnh lý nam khoa tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế cho biết, bất kể dương vật nổi mụn nước, mụn mủ hay mụn thịt mềm, dương vật bị hôi, ngứa hay da mủ, viêm nhiễm đều là dấu hiệu của nhiều bệnh lý cần cảnh giác. Mụn ở dương vật thường xuất hiện tại vành bao quy đầu, thân dương vật hay vùng da bỉu. Những mụn này có thể là dấu hiệu của các bệnh lý sau. Viêm nhiễm nam khoa. Vệ sinh không tốt sẽ khiến vi khuẩn, nấm, virus tấn công gây nhiễm khuẩn đường sinh dục. Điển hình là viêm bao quy đầu, có hơn 50% trường hợp dương vật nổi mụn là do mắc viêm bao quy đầu. Bệnh thường gặp ở nam giới mắc dài, hẹp bao quy đầu. Chất bẩn bên trong bao quy đầu là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm. Lúc này cậu nhỏ có thể xuất hiện triệu chứng sưng đỏ, nóng rát và nổi mụn nước, mụn đỏ li ti. Viêm bao quy đầu dễ gây viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm tinh hoàn, biến chứng vô sinh, dễ viêm đường tiết niệu như viêm bàng quang, viêm thận, viêm bẻ thận. Mụn rộp sinh dục là bệnh lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn với triệu chứng điển hình. Mọc những mụn nước, bọng nước nhỏ li ti như những chùm nho ở bao quy đầu, thân dương vật. Những mụn nước này có chứa mủ, sau vài ngày sẽ vỡ ra gây viêm loét, chảy dịch có mùi hôi, chảy máu kèm đau rát, ngứa ngáy, dễ lan sang các tổ chức lân cận. Mụn rộp sinh dục dễ gây viêm nhiễm nam khoa. Khi mắc bệnh, người bệnh sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh xã hội, lậu, xùi màu gà, HIV khi có quan hệ tình dục, giảm chức năng sinh lý, lây nhiễm sang bạn tình. Ngoài ra, tình trạng viêm nang lông, giận mù, nổi hạt ngọc dương vật, vảy nến sinh dục, tràm sinh dục cũng là dấu hiệu mọc mụn nước ở dương vật, cần phải thăm khám cụ thể. Khi phát hiện triệu chứng bất thường tại bộ phận sinh dục mà điển hình là mọc những mụn nước ở dương vật hoặc có quan hệ tình dục không an toàn với đối tượng nghi ngờ mắc bệnh, nam giới cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ khám, tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Việc tự ý điều trị tại nhà hoặc chủ quan khiến bệnh kéo dài, diễn tiến thành nhiều hậu quả không mong muốn. Điều trị nổi mụn nước ở dương vật nói riêng và các bệnh lý nam khoa nói chung tại Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế rất hiệu quả. Căn cứ vào kết quả chẩn đoán cụ thể sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp phù hợp. Các trường hợp viêm nhiễm nặng hay tái phát, nhờn thuốc thường được bác sĩ chỉ định dùng thuốc chuyên khoa kết hợp rất hiệu quả, điều trị triệt để. Kết hợp sử dụng liệu pháp tăng cường miễn dịch cơ thể bằng các bài thuốc y học cổ truyền, bổ khí huyết, phục hồi sức khỏe nhanh, ngăn tái phát. Đặc biệt, việc áp dụng kết hợp điều trị bằng thuốc cùng kỹ thuật cao trong điều trị mụn rộp sinh dục giúp loại bỏ nhanh những mụn nước, màu lành, giảm thiểu nguy cơ lây lan, không để lại sẹo. Phòng khám Đa khoa Y học Quốc tế có đầy đủ thiết bị y tế hiện đại giúp cho việc thăm khám bệnh chính xác, nhanh chóng. Đội ngũ tiến sĩ, thạc sĩ, thầy thuốc ưu tú giỏi có hơn 30 năm kinh nghiệm trực tiếp thăm khám, điều trị cho bệnh nhân. Khi đến khám, người bệnh sẽ được nhân viên y tế chăm sóc, hướng dẫn tận tình, thủ tục thăm khám nhanh gọn, chi phí niêm yết công khai. Hãy đặt hẹn online đến khám, không mất thời gian chờ đợi và nhận ưu đãi từ phòng khám qua hotline hoặc đường link dưới mô tả của video nhé.